Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong cáo trạng truy tố chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định có 15 người là cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước phạm các tội nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Theo cáo trạng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các thông báo của Văn phòng Chính phủ về thanh tra ngân hàng SCB, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước đã thành lập đoàn thanh tra tại SCB năm 2017-2018 và triển khai thành hai đợt thanh tra. Quá trình thực hiện, phía SCB và bà Trương Mỹ Lan chủ động tiếp cận nhiều lần biếu tiền qua nhóm cán bộ thanh tra. Theo kết luận điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước thừa nhận, trong thời gian thanh tra SCB đã nhiều lần nhận tiền của SCB với tổng số 5,2 triệu đô la Mỹ. Ông Nguyễn Văn Hưng, khi đó là phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra từ tháng 4 năm 2016 đến ngày 1 tháng 10 năm 2018, đã nhiều lần nhận quà là tiền từ lãnh đạo SCB, tổng cộng 390.000 đô la Mỹ. Bị can Nguyễn Văn Du, cựu quyền tránh thanh tra cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước, là người ký ban hành kết luận, thừa nhận có quen biết và nhiều lần gặp gỡ lãnh đạo SCB. Những lần này, lãnh đạo SCB có đưa quà nhưng ông Du đều không nhận mà trả lại. Bị can Nguyễn Thị Phụng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, là Phó trưởng đoàn Thanh tra SCB thừa nhận, nhiều lần nhận tiền của SCB với tổng số là 20.000 đô la Mỹ và 210 triệu đồng. Bà Phụng còn nhận từ SCB một đồng hồ, một túi sách và một chiếc khăn trong quá trình thanh tra ngân hàng này. Bị can Đỗ Anh Tuấn, tổ trưởng thanh tra số 3, nhận 4 lần tiền của SCB, mỗi lần 10.000 đô la Mỹ. Số tiền này ông Tuấn đã trả lại 20.000 đô la Mỹ, còn lại sử dụng cá nhân. Ông Tuấn còn nhận quà là hai chiếc áo của SCB. Bị can Trần Văn Tuấn, tổ trưởng tổ thanh tra số 4, cũng thừa nhận 4 lần được SCB đưa tiền, quà, lợi ích vật chất tổng cộng là 6.000 đô la Mỹ và 40 triệu đồng. Bị can Lê Thanh Hà, tổ trưởng tổ thanh tra số 5, thừa nhận 5 lần nhận tiền từ tổng giám đốc SCB và các giám đốc chi nhánh Gia Lai, chi nhánh Hai Bà Trưng, tổng cộng 14.000 đô la Mỹ và 100 triệu đồng trong quá trình thanh tra. Bị can Trương Việt Hưng, thành viên tổ thanh tra số 4, chưa thừa nhận việc nhận tiền và quà từ SCB, Tuy nhiên, lời khai của các thành viên trong tổ thanh tra và các cá nhân tại SCB khẳng định, Hưng đã hai lần nhận tổng cộng là 6.000 đô la Mỹ. Trong đó, lần đầu vào ngày 15 tháng 8 năm 2018, lãnh đạo SCB đưa cho tất cả thành viên đoàn thanh tra mỗi người 1.000 đô la Mỹ. Lần hai vào dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm 2017, lãnh đạo SCB đưa 5.000 đô la Mỹ một người cho thành viên tổ thanh tra số 4 và các thành viên trong đoàn thanh tra. Bị can Nguyễn Duy Phương, thành viên tổ thanh tra số 4 thừa nhận hai lần được SCB đưa tổng cộng là 1.000 đô la Mỹ và 20 triệu đồng. Với số tiền 5.000 đô la Mỹ dịp lễ mùng 2 tháng 9, bị can này khai không nhớ, song tài liệu điều tra thu được xác định SCB có đưa 5.000 đô la Mỹ cho Phương và thành viên của đoàn thanh tra. Bị can Nguyễn Văn Thủy, thành viên tổ thanh tra số 1, khai 6 lần nhận tiền, tổng cộng 21.000 đô la Mỹ và 60 triệu đồng từ SCB. Ngoài tiền, ông Thủy còn nhận quà là một áo sơ mi, một áo phông và một hộp yến từ SCB. Một số thành viên đoàn thanh tra khai 4 lần nhận tiền thì có 2 lần trả lại, 2 lần còn lại nhận tổng cộng 100 triệu đã sử dụng vào mục đích cá nhân. 7 thành viên trong đoàn thanh tra gồm ông lại Văn Bách, bà Bùi Vũ Hồng Trang, bà Phạm Thị Thùy Linh, ông Phạm Quốc Thịnh, bà Phạm Hồng Linh, bà Nguyễn Lan Hương và bà Nguyễn Hà Linh đều có sai phạm trong quá trình thanh tra khi đã nhận tiền của SCB, người ít là 100 triệu đồng, người nhiều là 9.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, C03 xác định những người này là cấp dưới chỉ tham gia một phần việc do tổ trưởng giao. Báo cáo gửi tổ trưởng và trưởng đoàn đều phản ánh trung thực, hợp tác tích cực trong quá trình điều tra và đã chủ động nộp lại toàn bộ số tiền nhận từ SCB trước khi vụ án bị khởi tố. Do vậy, C03 không xử lý hình sự mà đề nghị xử lý nghiêm về đảng và chính quyền. Sau khi nhận tiền của bà Trương Mỹ Lan, bị can Nguyễn Văn Hưng theo quy định phải có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra SCB lên Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ. Tuy nhiên, ông Hưng ngó lơ để Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo các thành viên đoàn thanh tra lập báo cáo không đầy đủ, không trung thực, bao che sai phạm của SCB. Cụ thể, nhóm bà nhàn ban hành kết luận thanh tra theo hướng không đưa ngân hàng SCB vào diện kiểm soát đặc biệt để SCB tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định, ưu tiên áp dụng giải pháp kinh tế. Điều này dẫn tới ngân hàng nhà nước không nắm được thông tin, không kịp thời ngăn chặn bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút sử dụng tiền của SCB trái pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với hơn 514.102 tỷ đồng. Ngoài nhận tiền qua biếu, cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Văn Hưng, bà Đỗ Thị Nhàn cùng nhóm cán bộ đoàn thanh tra có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vi phạm này thể hiện ở chỗ ông Nguyễn Văn Hưng đã tiếp nhận các báo cáo từ đoàn thanh tra và báo cáo lãnh đạo ngân hàng nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thanh tra. Báo cáo của ông Hưng tạo điều kiện cho ngân hàng SCB được tiếp tục thực hiện các phương án tái cơ cấu, dẫn đến một chuỗi các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan được tiếp diễn đến khi vụ án khởi tố. Hiện cơ quan điều tra đã tịch thu một phần số tiền nhóm cán bộ đoàn thanh tra nhận hối lộ, đồng thời kê biên một số tài sản nhằm đảm bảo công tác thi hành án. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị tổ chức liên quan. Theo cáo trạng, trừ bà Trương Mỹ Lan và 5 bị can bị truy tố vắng mặt 80 bị can còn lại trong vụ án đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã điều tra thu thập trong hồ sơ vụ án. Trong đó, một số bị can đã phối hợp tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra làm rõ bản chất của vụ án. Một số bị can khác đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra. Theo đó, Trương Khánh Hoàng cựu quyền tổng giám đốc SCB nộp 9,85 triệu cổ phần Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB nộp 300.000 cổ phần Trương Huệ Vân, cháu gái của bà Trương Mỹ Lan, tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản So đã khắc phục hơn 1.063 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ. Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư quảng trường thời đại Times Square đã khắc phục 1 tỷ đồng ông Cao Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt, nộp 36,5 triệu cổ phần SCB. Ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, sau khi khởi tố vụ án đã trả cho SCB hơn 813 tỷ đồng, xin được nộp lại hơn 2.204 tỷ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bị can cũng đã nộp khắc phục hơn 52 tỷ đồng. Ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Văn Lan và Công ty Capella được xác định đã nộp khắc phục hơn 657 tỷ đồng và hơn 3,3 triệu đô la Mỹ. Bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nộp khắc phục 4,8 triệu đô la Mỹ và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước nộp 390.000 đô la Mỹ nhiều bị can trong đoàn thanh tra đã nộp lại tiền đã nhận từ SCB. Cáo trạng cho rằng một số bị can còn có tình tiết giảm nhẹ vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Trong đó bị can Nguyễn Văn Hưng từng được nhận huân chương lao động hàng nhì, Nguyễn Văn Du, cựu quyền chánh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, được nhận huân chương lao động hàng nhất, nhì, ba, Nguyễn Cao Trí, nhận huân chương lao động hàng ba. Trong vụ án, bị can Trương Mỹ Lan được ghi nhận tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch đóng góp cho cộng đồng cùng với Dương Tấn Trước và Nguyễn Cao Trí. Cơ quan tối tụng cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan tuy không giữ chức vụ tại ngân hàng SCB, nhưng với việc nắm phần lớn của phần tại đây, bị can đã chi phối lũng đoạn và chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của SCB. Bị can Lan đã chỉ đạo cấp dưới là lãnh đạo ngân hàng phối hợp cùng đơn vị thẩm định giá tạo lập khách hàng vay vốn khống, nhờ người đứng tên tài sản tạo hồ sơ khống cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng để phục vụ chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng.